Xin chào quý vị và các bạn. Thật sự là khóc ròng ha, vì xây nhà cũng không được mà bán cũng không xong khi mua phải cái khu đất này đấy quý vị và các bạn này. Ở đây bây giờ đất quá trời quá đất luôn, người ta xây ra từng ô hết rồi. Biệt thự cũng có một vài căn, nhưng mà nhìn coi như là đường xá thì giống như những con đường đau khổ. Cư dân thì bây giờ mua cũng được, bán cũng xong. Đó, những cái hình ảnh trụ cứu hỏa này, rồi hai bên đường này, đó, nó vắng vẻ, nó coi như là nó nhếch nhác quá trời ha quý vị và các bạn. Thật sự là nếu mà ai mà mua cái khu vực này thì coi như là tiến thoái lưỡng nan. Dự án này hơn 20 năm rồi, bây giờ người dân vẫn chưa có sổ. Như mình đã nói là xây cũng không được, bán cũng xong. Đó, quý vị thấy không? Đất có ô có đồ hết rồi này, bây giờ xình lầy ha, có đèn đường và các thứ này. Đó, những cái vị trí như thế này thật sự là khóc cũng không được các quý vị, mà người dân thì coi như là rất là khổ sở. Còn bên kia có một cái công trình đang xây bên kia, quá trời quá đất luôn ha, bao la bát ngát. Đó nghĩa là bên này với lại bên kia. Đó, thì cái khu vực ở đây là khu vực Bắc Rạch Chiếc của quý vị bạn, ở quận 9, phường Phước Long, Phước Long B. Đây là một cái dự án hình thành từ 20 năm nay rồi. Bây giờ nghĩa là người dân chưa có sổ, mặc dù đã thanh toán tiền hết rồi ha. Và ai dính vào khu vực này thì đúng là tiến cũng được mà lùi cũng xong. Rồi, giờ mời quý vị bạn cùng đi với Sài Gòn Camera để tham quan khu vực này ha. Thì ngoài xa lộ Hà Nội, quý vị và các bạn chạy qua đây này, khu vực này người ta gọi là khu Bắc Rạch Chiếc. Ở này thì giao thông rất là thuận tiện rồi. Cầu Rạch Chiếc mà hướng thì đi về Thủ Đức, các tỉnh miền Đông, hướng ngược lại vô cầu Sài Gòn. Đó, và ngày xưa khu vực này thuộc quận 9, bây giờ là thành phố Thủ Đức. Đất đai trong đây thì quý vị và các bạn sẽ đi theo Sài Gòn Camera nhìn bát ngát, mênh mông bát ngát, nhiều vô số kể. Nhà cửa thì lác đác, còn lại là cỏ với rác, quá trời luôn quý vị và các bạn. Và theo mình tìm hiểu thì như mình đã nói là dự án này là nó hình thành cũng cách 20 năm rồi, với diện tích là khoảng gần 78 hecta. Trong đây thì người ta cũng có phân lô ra đầy đủ các cái kích thước, diện tích đầy đủ hết, có cả nền biệt thự luôn. Đó, đây là cái con đường dẫn vô dự án này, nó có mấy đường vô là quý vị bạn, bên này là cặp với sông Sài Gòn này, cái nhánh sông Sài Gòn này. Đó. Còn bên đây thì đó, nhà cửa lụp sụp, cây cổ thụ nó lên tới cỡ này rồi quý vị bạn biết không, trồng cây dự án mà nó lên quá trời quá đất luôn, mấy chục năm mà, hăm mấy năm. Nghĩa là bước vào đây ban đêm chắc không dám đi đâu quý vị ạ, ban đêm không dám đi. Thì theo mình được biết là trong đây thì cũng có người ta mua đất, mua đồ trong đây này nha, mua đất rồi người ta đóng hết 90-95% rồi quý vị bạn, 90-95% rồi. Bây giờ có những người ta chưa nhận được đất luôn, chủ đầu tư chưa bàn giao đất luôn. Rồi cũng có những người nhận đất rồi nhưng mà xây thì không được, tại vì chưa có cái pháp lý, chưa có cái hồ sơ pháp lý gì hết trơn á. Cho nên ví dụ giờ xây thì người ta nói là không được cấp số nhà. Đó, nghĩa là nhà thì không số mà phố không tên á. Rồi khi đó thì đâu có nhập được hộ khẩu đâu, rồi con cái học hành thì không có đúng tuyến đúng đồ, phải học chỗ khác ví dụ vậy đó. Cho nên là đúng là ai mà mua dính vào cái dự án này thật sự là quá là khổ sở ha. Những người có nhu cầu thực sự người ta chờ đây, người ta coi như là mua được miếng đất á để người ta xây nhà xây cửa, nhưng mà bây giờ là bó tay. Đất rộng, còn rộng quá trời quý vị bạn, quá trời luôn. Đó, cũng có một vài nhà người ta xây lên rồi đấy, nhưng mà hình như sổ sách thì bây giờ chưa có đâu vào đâu hết. Ở đây có một cái bãi xe người ta để cho giữa cỏ luôn quý vị mà, bãi xe hư chắc gara nào đây. Đó, quý vị và các bạn nhìn thấy những con đường đau khổ ha, đi vô khu dân cư quý vị bạn. Ở đây thì hình như là có một vài cái sân bóng như đây,
mà cái sân bóng này hình như cũng xây trái phép hay gì đó, nghĩa là không có giấy tờ gì đó, làm đây việc bằng. Cho nên là khi tìm hiểu về thông tin khu vực này là tá hỏa luôn á, đúng là tá hỏa luôn, rất là nhiều thông tin ở khu vực này. Đó, đó là cái con đường để dẫn vô cái khu vực dự án trong đây, mình đi sâu vào trong đây chút xíu quý vị bạn ha. Ở đây là ban ngày đấy quý vị, ban ngày mà như này ban đêm đâu ai dám đi ra khu vực này đâu, thật sự như vậy ha. Đó, đường xa này hư hết rồi. À, cho nên là đúng mà rất là nhiều người khuyên nói là tìm những cái chủ đầu tư có uy tín này, tìm cái dự án này dự án kia, nhưng mà thực sự người dân người ta đâu có biết được đâu, thấy chủ nào cũng uy tín hết trơn á. Cái thứ hai nữa là giấy tờ, thì khi người ta đứng ra bán thì người ta cứ huy động, người ta nó làm đủ thứ, hợp đồng mua bán rồi giấy đặt cọc rồi cái gì rồi hợp tác đầu tư rồi gì tùm lum hết trơn á. Bây giờ thì càng ngày nhà nước càng siết chặt lại rồi nha, nó khác đi chứ không có như trước đây nữa. Như trước đây làm cái hồ sơ giấy tờ thủ tục chưa xong, về pháp lý chưa xong mà đưa ra thị trường để bán cho dân rồi, cho nên người ta dính vào những cái cú này là coi như là phải nói là tiến thoái lưỡng nan. Nhiều người nghèo là coi như là tan nhà bại sản đó quý vị, người ta mua để người ta kiếm nhà người ta xây người ta ở mà bây giờ tiêu tùng luôn rồi. Đó, ở đây có một vài căn cái biệt thự nữa quý vị bạn này. À, có những cái căn biệt thự người ta làm trơ trọi không. Đó, chứ ngày xưa người ta xây đây thì người ta cũng thấy cả một cái ngon lành, đường xá quy hoạch giao thông ngon lành luôn, đất đai rộng rãi. À, người ta xây đây để người ta cũng muốn ở bây giờ. Kiểu này thì không biết ở cái nào. Đêm hôm rồi này kia tối lửa tắt đèn, hàng xóm đâu không thấy ha quý vị thấy không. Đó, mấy cái trụ cứu hỏa này quý vị thấy, mấy cái trụ cứu hỏa hình như trong này mình thấy một vài cái biệt thự xây thì cũng có người ở, nhưng mà cũng có những cái biệt thự là người ta không ở quý vị, người ta cũng đóng cửa ở đây thấy ớn quá mà. Đó, đất đai thì còn bao la luôn, bát ngát. Đó, mùa này mùa mưa rồi ếch nhái nó kêu đêm hôm mùa này kia kia nọ không thấy ớn. Đó, cái trụ cứu hỏa khiếp quá. Đó, đường xá này thì đi lại gì được, mùa nắng thì bụi, mùa nắng thì bụi quý vị bạn, mùa mưa thì nước xình. Nó vắng vẻ đến lạ luôn. Và cái cầu Rạch Chiếc á quý vị bạn, ngày xưa là cũng tiếng tăm dữ lắm ha, bên kia là nhà máy xi măng Hà Tiên. Đó, còn bên này là khu dân cư, bây giờ mở rộng ra Phước Long mà, khu vực Phước Long mà. Đó, đường xá này là những cái trục đường chính này quý vị này, có cái con lươn ở giữa rất là lớn này, đường hai chiều này. Nhưng bây giờ thì nó vắng, chỉ có làm bãi gara rồi thì ngon, xe bãi xe rồi thì ngon. Đó, rác rên rồi cỏ cây đường xá này thì căng. Đó, nhìn đúng mà đi vào đây thì mình cũng thấy ớn thì chứ. Thì như mình đã nói đó, khu này là hình thành cũng cách đây 20 năm, 20 năm là những cái khu phải nói là đầu tiên đó, những cái khu dự án đầu tiên cái thời kỳ đó, là nếu mà cách đây 20 năm là bắt đầu những cái chủ đầu tư người ta quy hoạch các cái dự án coi như là đầu tiên luôn, người ta làm ra, người ta phân lô, người ta bán nền. Hồi đó là chưa có việc xây nhà đâu, nghĩa là cứ làm đường ra được cấp phối đường đá xong rồi cái bắt đầu người ta phân lô ra người ta bán. Và hầu như những cái dự án đa số này thủ tục không đâu vào đâu trên. Ở đây có làm một cái khu
coi như là một cái giống như công viên đó quý vị các bạn này, giống như công viên đó. Nó cái biểu tượng của dự án đó. Bây giờ nó thê thảm không? Mình nhìn những cái cảnh này là giống như ngày xưa Pháp đó quý vị các bạn. Pháp họ qua đây rồi họ cũng xây giống như mấy cái chỗ xa xôi, xong rồi người ta ở Pháp người ta không ở để hoang à, làng mạc đồ này kia, vô các cái làng mạc người ta cũng xây lên cái gì đó người ta để, bây giờ nó giống nhìn nó y chang vậy đó. Như ngày xưa xây cũng tốn tiền lắm, như đất đai rồi à, rồi bệ này bệ kia rồi ốp đá granite rồi nền đồ này kia không, đèn điện đồ này kia các thứ đó, bây giờ nhìn ở dưới nó có một cái đài giống như cái đài để phun nước rồi này kia đó. À, bây giờ ví dụ như chủ đầu tư thì người ta qua cũng mấy đời giám đốc rồi này kia nọ rồi quý vị các bạn. Thậm chí có những cái đơn vị có những cái dự án này, nó giải giải coi như giải thể rồi này kia rồi. Bây giờ khổ nhất là người dân ấy, mua trúng những cái dự án như vậy thì coi như là quá căng thẳng. Đó thì như mình đã nói, khu này là khu Bắc Rạch Rạch Chiếc. Thì người dân mà mua ở đây thì đúng là tiến thoái lưỡng nan. Mua mua đất trên giấy không? Hạ tầng thì vẫn chưa hoàn thiện, bị bỏ hoang rất là lâu rồi. À, có những cái hạng mục đó thì còn dở dang, đường thì xuống cấp trầm trọng luôn, đường đất với đường sỏi. Ở trong đây thì cũng có vài chục cái căn nhà, một số thì đóng cửa không có người, còn khuôn viên đất thì cũng có những cái ngôi nhà tạm bợ lụp xụp tại vì người ta xây không được á, rồi xung quanh là rác rồi cỏ, đa số là bỏ hoang cái việc bạn bỏ hoang. Có những nơi thì người ta tập kết ba cái ve chai với lại bãi xe đồ này kia. Ở đây thì người ta mua từ như là ta mua đất từ năm 2005, 2005, 2007 quý vị bạn, 2005 hay là 7, bây giờ 24 là nghĩa 20 năm đó. Và người ta thanh toán cho chủ đầu tư là người có người là thanh toán tới 95% luôn rồi. Nhưng mà bây giờ vẫn chưa nhận được đất. Bây giờ bán cho ai, ví dụ không có giấy tờ thì bán cũng được à, bán không xong à, rồi nhiều lúc người ta xây nhà lên, như mình đã nói là nhiều lúc xây nhà lên người ta nhu cầu mà xây nhà lên nhưng mà đâu có được cấp sổ đỏ đâu, rồi không có số nhà, rồi không có tên đường à, ví dụ như vậy rất là khổ à. Nhưng mà hiện tại là trên các cái sàn giao dịch bất động sản nghe, vẫn người ta vẫn có chào bán nghe, thỉnh thoảng người ta chào bán à, chào bán, nhưng mà giấy tờ thì không đâu đâu, cho nên là cũng phải cần nghiên cứu kỹ ha, ra khu vực này để tìm hiểu này, cũng như thông tin các cái dự án à, các cái trên các cái trang mạng ha, thông tin rất nhiều luôn, và chính quyền cũng đã cảnh báo rồi đó, cho nên là không ai dám mua dám bán gì hết trơn đó. À, tội cho những người mà coi như là lỡ mua cái khu vực ở đây thôi. Đó, cho nên là Sài Gòn Camera cũng muốn quay cho quý vị và các bạn coi, và coi như là mình cũng chia sẻ là nên tìm hiểu kỹ thông tin trước khi xuống tiền để mua nghe, xuống tiền để mua. Đó, ra khu vực khu đất này quý vị và các bạn theo từng cái bãi đất, quá trời có đất luôn. Nó giờ ruộng thì cũng không thành ruộng mà đất cũng không thành đất. À, có những cái người ta đang xây 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 bao rồi nè, nghĩa là những cái vị trí khu đất đồ này kia người ta xây bao, có những cái hàng gạch ngày xưa đó người ta xây đây, mình nghĩ là những cái nền biệt thự đây, những cái ô lớn ghê đó, những cái ô rất là lớn, và có cả cái đèn đường nhưng mà hạ tầng thì chưa đâu đâu ấy. À, khi mà có một vài nhà lụp xụp bây giờ người ta chứa đồ kiểu như ve chai quý vị các bạn. Khiếp chưa?
những cái tủ điện thì phơi nắng phơi mưa ha. Ở đây ở người ta ở quen đi quý vị và bạn, ở đây quen như cho mình cũng không dám luôn đấy, chứ đừng có nói là ở. Đúng là lỡ như mua được mua cái dự án này thì đúng là thật sự xui xẻo. Thậm chí bây giờ mua đất trên giấy, mà mua đất trên giấy không được bàn giao luôn, không được giao đất luôn. Đó, quý vị thấy không? Giờ có nhà người ta ở đây để người ta trồng tỉa, người ta nuôi dê nuôi đồ các thứ, còn càng vô trong đây thì càng bao la bát ngát luôn. Và bây giờ không biết chờ tới chừng nào quý vị bạn, chờ tới cái cảnh như thế này thì căng quá rồi. Hai bên người ta làm cái vỉa hè quý vị thấy không? Vỉa hè mà chưa lót gạch á, thì ngày xưa cứ làm vậy là cứ bán thôi, cứ phân lô bán nền mà cứ làm vỉa hè. Không, bên dưới có cano chạy này quý vị bạn này, có cano một cái nhánh sông Sài Gòn vô đây cái dừa nước. Ngày xưa thì ở đây cũng vậy, cũng ruộng rồi cũng dừa nước rồi ao rồi này kia không đó. Bây giờ làm một cái con đường cấp phối ở giữa rồi vỉa hè này quý vị này, vỉa hè với đồ làm vậy để bắt đầu bán á, bán nền á. Đó, người ta làm cái này để bắt đầu phân lô ra bán. Không tin được ha quý vị ha, không tin được, khó tin luôn á, mình cảm thấy khó tin. Đó, đây là giống như vỉa hè đó, tủ điện này, cống thoát nước này, còn trong đây là những cái lô đất này. Nhiều lúc mình có những cái dự án khi mình vô rồi mình mới thấy nó ghê gớm quý vị các bạn. Quá bất ngờ ha. Đó, tiếp tục mình chạy vô trong đây coi cái ha. Nó càng đi sâu vào trong đây cái đất càng nhiều quý vị các bạn, đi vô sâu càng đất càng nhiều. Đó, có những cái bãi, những có những bãi đất rác người ta vô tới, chợ vô tới trong đây luôn quý vị các bạn này. Ở bên đây có một cái container gì đó, chắc ngày xưa cũng làm văn phòng của dự án rồi này kia không. Ở đây thì mình thấy có mấy anh vô tập xe mô tô. Ở trong này thì quá tuyệt vời này, lý tưởng. Tập xe mô tô thì quá lý tưởng. Rộng rãi này này kia không, xe địa hình rồi này nọ không. Khiếp. Thôi chạy vô đoạn nữa rồi đi ra thôi. Mấy anh tập xe xe cào cào á, xe cào cào xe địa hình. Nó có những cái dự án làm lên đây cái tập lái ô tô, đường xa ngon lành thì người ta tập lái. Còn vô trong đây thì xe địa hình. Đó, bây giờ đây là gần cái bờ sông này quý vị bạn ạ, bên kia là đi về hướng An Phú An Khánh á. Đó, còn đây là một cái dự án gì của cái đơn vị nào đó quý vị các bạn này. Bên này là Rạch Chiếc, Bắc Rạch Chiếc nè. Còn bên kia là cũng thuộc phường Phước Long B á. Ui, người ta làm quá trời mà không biết có thi công tiếp không quý vị. Chưa thấy công nhân. Quá trời quá đất luôn không. Vô số kể. Người đâu ở cho hết à? Phải nói vậy, người đâu ở cho hết à? Đây thì bờ kè bên kia làm bờ kè rồi quý vị bạn này, làm kè đẹp không? Đó, làm bờ kè đường xá đâu này kia ngon lành rồi. Còn bên đây thì coi như là vẫn là cái bờ tự nhiên, còn bên kia người ta đã làm kè rồi. Ở trên đó người ta làm con đường. Vừa rồi nãy mình chạy qua kia thì thấy có cái cano, cano gọi là du thuyền cũng được mà cano cũng được. Đó, nhìn nó hoang hoang vu ghê không, khiếp thì chứ hơn lại đó.
Nó những cái kiểu như những cái container ấy, người ta làm cái văn phòng hoặc cái nhà tạm gì đó mà bây giờ cũng đi luôn rồi, để nó luôn, bỏ luôn container, có hai cái trụ của đất này. Thôi đi ra thôi, khiếp quá, rộng rộng bao la luôn quý vị bạn, rộng bao la. Đó, cho nên là thực thực sự những người người dân mà có nhu cầu thực sự nghe cũng không biết đâu là uy tín, đâu là không uy tín, là như vậy. Đúng là cũng khá khổ sở. Nhiều người dành dụm cả đời của việc bạc để dành cái mua lô đất đó, rồi cất cái nhà để ở, nhưng mà gặp những cái trường hợp thế này là coi như xong phim luôn. Cái toàn địa ở nhà thuê, nhà mướn. Đó, đây mình thấy một cái container này chắc cũng văn phòng dự án đó, rồi cũng có mấy anh tập mô tô rồi này kia ha. Đó thì đây là một cái khu vực, khu kêu là khu dân cư Bắc Rạch Chiếc, về pháp lý thì chưa đâu vào đâu và vướng rất nhiều cái thủ tục pháp lý quý vị bạn. Cho nên là những người dân mua đất ở đây thì coi như tiến thoái lưỡng nan rồi. Cho nên là bây giờ, nhất là trong các cái dự án á, nếu mà quý vị mà quan tâm các cái dự án muốn mua đất ở khu vực nào thì phải tìm hiểu kỹ và nên gặp trực tiếp chủ đầu tư, yêu cầu người ta cung cấp một vài cái hồ sơ có dính dáng về pháp lý, nghĩa là được nhà nước công nhận, được thiết kế quy hoạch 1/500 rồi này kia không, rồi có quyết định giao đất, quyết định khởi công rồi này kia kia đó, được phép bán rồi này nọ không, nghĩa là rất là nhiều cái đó thì quý vị hãy kiểm tra trước khi xuống tiền ký hợp đồng ha. Đó thì hôm nay Sài Gòn Camera mời quý vị và các bạn đi ra cái khu Rạch Chiếc đó, nhà cửa nó cũng hoang vu, làm nhà lên rồi nhiều lúc cũng không dám ở, nó hoang vắng. Nhiều người mua đất mua đai thì bây giờ vướng thủ tục pháp lý, nghĩa là tới cũng được lùi cũng xong. Đó thì hôm nay Sài Gòn Camera chia sẻ với quý vị và các bạn như vậy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và bạn trong những cái video tiếp theo. Xin ái chào tạm biệt.